có rất nhiều các anh chị và các bạn lo lắng, tức là cân nhắc khi mua bất động sản hay là mua cái nhà cửa ở gần các cái đình đền miếu phủ chùa chiền. Thì tại sao người ta lại kiêng cái việc như thế này? Bởi vì là gần các cái đình đền miếu phủ chùa chiền thì là nơi đấy là cái nơi mà âm nó tụ nhiều, vì những nơi đình đền miếu phủ chùa chiền đó là những cái nơi mà thường xuyên hay thí thực, rồi thường xuyên có kinh, có pháp, rồi có đồ lễ, rồi mọi người đến đấy thì cúng tiến vàng mã, thì vong linh sẽ đến nơi đấy rất là nhiều để mà mong muốn được thụ hưởng cái sái hay gọi là cái lộc từ những nơi này, rồi nghe kinh kệ để siêu thoát cho những nơi đấy âm nó hơi nặng. Cho nên ra là cái việc mà mua nhà cửa gần đó thì khi mà ở, đối với những người nào mà thần kinh hay là gọi là thần kinh kém hoặc là yếu bóng vía, hoặc là những người nhẹ vía chẳng hạn đó, thì là khi mà ở cái nơi này thì tâm thần hay là cái tinh thần nó hoảng loạn, hoặc là cái việc làm ăn nó sẽ không thông, kể cả chị có mua, nên này ra kể cả mà đến những người mà đặc biệt là căn cao số nặng ấy, thì là những người ở những nơi đó thì thông thường hay mất ngủ, hoặc là về đêm hay có những cái chuyện giật mình, vì là ở nơi đấy gần âm quá, và chúng ta nên phải có những cái pháp khí hay vật phẩm có tính chất kỹ tà, trấn trạch mạnh thì chúng ta mới có thể để khống chế cái việc đó được. Ví dụ như là đồng hồ La Kinh, ví dụ như là Bạch Ngọc Đại Minh Chú, hoặc là Thái Sơ Cẩm Dương, hoặc là gương bắt quái thập nhị địa chi chẳng hạn, thì chúng ta phải trấn trạch.